Hello. À, xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mạch TV. Chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ. Thì luôn làm ăn phát tài, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc cùng gia đình. Thì hôm nay hồi nãy mình cho đoạn cuốn của mình ăn các bạn, thì mới cho nè. Còn hai anh chị này với thằng lượm nó làm biếng, nó không ăn, nó lựa thịt nó ăn mà. Nó thì hai mẹ con mẹ mặt bên đây, còn vụ nguyên băng nó chạy vào đây rồi. Lượm đi chơi không, lượm đi chơi không, lượm vô. Rồi gan sao các bạn đó, gom thì nhiều chuyện đó. Thì nãy mình cho lần cuối ăn cái mình thấy tụi nó đào cái lỗ to tướng ở trong cái sân á. Nó rủ lượm đi theo. Đi vô. Nè đi ra. Đổi chỗ. Đi ra thằng vô. Rồi. Rồi. Đó thì nãy mình phát hiện cái lỗ to tướng đây nè. Ai là thủ phạm cái lỗ này? Trời ơi. Đâu? Cái đầu lỗ nhỏ đều trời nè. Rồi chơi chung cho vui. Cái sân mình hồi đó mình lấy xà bần á các bạn, mình lập tới chơi đấy, đó sân đất nó bây giờ cái đầu cái lỗ tụi bá luôn rồi. Mà bây giờ mình cũng thất nghiệp rồi các bạn nó, thì tại mình đưa con mình đi học buổi chiều á, vô công ty trễ nên người ta mướn người khác luôn rồi. Giờ mình phải ở nhà luôn nó, thì chắc rồi hổm rồi mình cũng đi học nghề theo ông chú ổng dạy miễn phí làm kiển á các bạn. Thì bảo trì kiển cho nhà hàng xóm rồi đó, thì mình đi theo học nó, thì ổng cũng nói chủ nhà cho mình chút đỉnh các bạn. Rồi ok phái qua đây, cho qua đây chơi. Qua đây chơi với chú. Đâu có ra được đâu mà vỗ bộ mở cửa thôi. Nó mai mốt mình sẽ nếu có tiền hả các bạn, mình lót cái nền chán lót như vậy á, lót như miếng gạch bên bở mà lót bên đây hết luôn nó, thì chứ làm với làm cái mái chỗ này nè các bạn nó, thì cho tụi nó che nắng che mưa luôn. Chứ giờ cái nhà mình chỗ cái khu này nhỏ quá, và cái sân này bây giờ nó muốn bể từ từ rồi nó, thì nó trời mưa nó dơ lắm. Rồi mấy đứa này nó xâm chiếm qua đây, nó xâm chiếm nó ăn mấy ai của anh nó luôn à.
Chiều bơm nước thì tụi nó uống các bạn. Đó trời à. Ai là người à, đào lỗ cái sân banh của tôi rồi. Trời ơi, đào nát cái sân của tôi ráo rồi. Ai đây? Ôi, làm gì vậy? Có hai anh em nó rồi xiên cái keo các bạn. Ăn từng hộp, từng hộp, từng hộp. Cưng lắm, có ốm nhôm nhất là cưng. Trời ơi, cưng à, cưng lắm. Rồi Hà Hẩm Bến Tre nó thấy nó yếu yếu, nhỏ nhỏ. Bây giờ nó chỉ muốn vượt qua bò sữa rồi các bạn ơi. À và bò sữa hổng bự bự quá, bây giờ nó muốn ngang ngửa rồi. Làm gì tập trung ở đây đó rồi. Ờ, có chuồng bự không ở rồi các bạn, trong chuồng không có đứa nào cả. Tập trung đây hết à. Đây có không khí ở ngoài hưởng không khí Tết đồ. Còn ở trong đây tù túng quá mà. Mà ở trong đây thì ấm cúng có cơm nước đầy đủ luôn lành. Thôi à, xin dừng qua đôi tay các bạn. À, chúc các bạn một ngày vui vẻ. À, thì hôm nay cũng gần tới rồi nên chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ. Thì cái kênh của mình được YouTube tin tưởng á các bạn nên đã bật cho mình cái tính năng hội viên á, thì mời các bạn tham gia hội viên để mình phát triển cái kênh của mình và duy trì cái kênh của mình. À, xin chào và hẹn lại các bạn. Chúc các bạn thành luôn thành công và hạnh phúc bên gia đình. Thank you.